Một em tả nhiệt đến từ thương hiệu là John Bo các bạn. Thực sự với anh em thì đây là một em tản nhiệt mà mình nghĩ là giá rẻ nhất trên ở thời điểm hiện tại bây giờ, và cũng như là nó rất là chất lượng, cũng như là nó còn có cả để kèm theo là một cái fan led LGB thằng trước này. Cái này thì mình sẽ tí nữa mình sẽ show cho anh em cái, hoặc là anh em có thể tham khảo video nhé. Đấy. Đây là một em tản nhiệt đến từ nhà John Bo và có mã là CR1000. Cái cục tản nhiệt này mình mua với giá cũng chỉ có hơn 300k một tí thôi anh em ạ, nhưng mà rất là ngon nha. Đây anh em nhìn hình thức này, đây là phần tản này, phần chân đồng này. Một em tản nhiệt giá rất là quốc dân mà có cả nét LGB luôn. Xịn cực kỳ luôn các bạn nha. Và bây giờ mình sẽ unbox cho anh em em CR1000 này. Mà hỗ trợ được đủ các thể loại luôn nha, đây này. Có cả support đến cả socket 1700 luôn. Đấy. Đây, trên này em tả cho chúng ta. Chiếc tản nhiệt có nét LGB giá rất rẻ. Mấy trăm k. Đấy, cái chiếc này nó có cả nét các bạn nha, khi nào mà bật đèn lên, bật máy lên nó sẽ sáng ở chỗ này. Còn đây là phía hông này. Đây. Hút gió này, khá là mát mẻ. Phần dưới chân này nó có 4 chân đồng nha các bạn. 4 chân đồng anh em này, 4 chân đồng sáng bóng vàng óng luôn. Đấy. Đây là phần chân tiếp xúc này. Mình unbox cho anh em, cô cho anh em coi luôn này. Đấy. Anh em thấy xịn chưa? Xịn xò con bò chưa? Cái quạt này thì nó sẽ tháo được ra. Thông thường khi mình lắp thì mình cũng hay tháo cái quạt này ra. Đấy. Đó, đây. Em quạt của chúng ta đây các bạn. Cho anh em chiêm ngưỡng lại cái phần tả. Phần chân đồng này, anh em thấy không? Sang bóng xịn xò luôn. Ở bên trong hộp thì chúng ta sẽ đi kèm thêm một cái túi nữa. Thay giữ sử dụng này. Anh em nào mà đang muốn lắp cho cái máy tính của mình hiệu suất nó cao hơn mà nó không kêu như xe tăng ấy, thì nên mua em tản này nhá. Cái này thì có bán ở trên Shopee, Lazada đều đủ hết, không thiếu nữa. Cái này hỗ trợ cả socket của AMD nhá các bạn. Đấy, đây. Bên trong này thì chúng ta sẽ có một cái phần ốp ở đằng sau lưng này, kèm theo nó tản, kèm theo là mấy cái chân sắt, cái chân này là của AMD này, à. Còn chân này là chân của Intel này, keo tản nhiệt, khá là ngon, mình chỉ dùng đến, đây, mình chỉ dùng đến mấy cái này, ốc này chúng ta sẽ bắt, trước hết thì anh em muốn gắn được thì anh em phải bắt, đây. Ví dụ như cái của Intel chẳng hạn này thì anh em sẽ giật ngửa nó lên và anh em bắt vào đây, gắn ốc vào đây đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi lắp nha anh em, chút nữa xong thì mình sẽ cho anh em xem thành quả nha các bạn, anh em đợi tí. One, two, three, four. One, two, three.